đấu là xuất hiện của những chàng trai cô gái 5 tuổi của QB Long Biên. Đầu tiên là một chàng trai vô cùng đẹp trai đáng yêu. Xin mời Trần Vũ Gia Huy. Con cảm ơn các cô đã chăm sóc con và dạy dỗ con. À, từ từ nhờ cô Hoa sẽ chỉnh cái mic cao lên cho con ạ. Bạn có chiều cao vượt trội. Xin mời những chia sẻ của Trần Vũ Gia Huy. Cảm ơn ban giám hiệu và các học sinh 5 tuổi của QB Long Biên.